Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự và thế giới trong 24 giờ qua. Trại tị nạn ở Gaza trúng bom khiến 50 người thiệt mạng. Mỹ dồn dập đưa vũ khí tới Trung Đông. Nga dùng tù nhân làm binh lính, không ai chịu sẽ bị án nặng hơn. Toàn bộ trực thăng chiến đấu Nga ở sân bay Bryansk tháo chạy sau đòn tấn công của Ukraine. Ukraine tấn công kết hợp đánh sập hệ thống phòng không cực quan trọng của Nga ở Crimea. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD. Trại tị nạn ở Gaza trúng bom khiến 50 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, Y tế Palestine nói các cuộc không kích của Israel trúng trại tị nạn Sabalia khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Quân đội Israel nói Ibrahim Bieri, một chỉ huy của Hamas, đã mất mạng, điều mà Hamas bác bỏ. Reuters báo cáo, nguồn Y tế Palestine cho hay ít nhất 50 người dân Palestine đã bị mất mạng khi các đợt bom đạn hôm thứ Ba đánh vào trại tị nạn đông nhất ở Gaza. Phía Israel tuyên bố đánh trúng trại tị nạn Sabalia, làm sập một đoạn địa đạo và giết chết Ibrahim Bieri, một sĩ quan chỉ huy của Hamas. Ibrahim Bieri được lực lượng phòng vệ Israel miêu tả là một chỉ huy của Hamas và có tham dự cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Phía Y tế Palestine ở Gaza xác nhận rằng ít nhất 50 người chết và 150 người bị thương trong lần oanh tạc này. Người phát ngôn của Hamas Hisham Qassam nói rằng lúc đó không có chỉ huy cấp cao nào của Hamas có mặt ở đó. Hamas tuyên bố rằng IDF đem việc tấn công Hamas làm cái cớ để che đậy cho hoạt động tàn sát dân thường. Theo con số của Hamas, Reuters trích dẫn nhưng không xác minh được tính chân thật thì 400 người đã chết hoặc bị thương trong vụ này. Trại tị nạn Sabalia là nơi cư trú của những người tị nạn do chiến tranh Israel kể từ năm 1948 đến nay. Những hình ảnh cho thấy hố bom cùng những mảnh vỡ tung tóe. Theo Breitbart báo cáo, IDF nói rằng trước khi mở cuộc tấn công thì họ đã ra thông báo yêu cầu dân chúng di tản và ai không di tản khỏi vùng chiến sự thì phải tự chịu. Trên thực tế, có người di tản, có người không. Ngoài ra, việc di tản toàn bộ dân chúng là không khả thi. IDF cũng đưa ra hình ảnh minh họa và miêu tả rằng khu vực trại tị nạn Sabalia chính là mục tiêu của cuộc tấn công phao tổ hợp quân sự của Hamas, nơi mà Hamas tiến hành đào tạo và thực hiện các hoạt động khủng bố ở phía tây trại tị nạn. IDF nói rằng hiện nay lính Israel đã tiến vào mạng lưới địa đạo ngầm, nơi được cho là tuyến cuối cùng của Hamas. Một phần trong số 240 con tin Israel bị bắt đi được hiểu là đang bị giữ tại địa đạo này. Những ngày qua, IDF tuyên bố họ đã tấn công trên 300 mục tiêu, kể cả bằng tên lửa và xe tăng. Mỹ dồn dập đưa vũ khí tới Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington triển khai loạt khí tài tới Trung Đông nhằm hỗ trợ Israel và bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Trong bài phát biểu trước Ủy ban của Thượng viện hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phát thảo 4 hướng chính trong nỗ lực của ngũ giác đài ở Trung Đông. Các hướng này bao gồm: thứ nhất, bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các cuộc tấn công do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện và tiến hành thêm hành động chống lại họ nếu cần thiết. Thứ hai, cung cấp hỗ trợ an ninh quan trọng cho Israel. Thứ ba, phối hợp với Israel nhằm giúp bảo đảm việc thả mọi con tin bị Hamas bắt giữ. Thứ tư, tăng cường sức mạnh của lực lượng Mỹ trong khu vực. Ông Austin tuyên bố hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đang có mặt trong khu vực. Tuần trước, một phi đội F-16 đã đến khu vực, bổ sung cho các phi đội máy bay chiến đấu khác đã được triển khai tại khu vực này. Tất cả điều này nhấn mạnh cảnh báo rõ ràng của Tổng thống Mỹ rằng các chính phủ hay phe nhóm muốn gây tổn hại cho Israel không nên tìm cách mở rộng cuộc khủng hoảng này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông liên tục nói rõ với các nhà lãnh đạo Israel rằng họ phải bảo đảm việc bảo vệ dân thường Palestine. Ông Austin nói, bây giờ chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng Hamas không đại diện cho người dân Palestine và chúng tôi thương tiếc cho sự mất mát của dân thường Palestine. Theo ông Austin, 36 công dân Mỹ đã thiệt mạng ở Israel và Gaza kể từ sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Israel tên lửa cho hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt
bom dẫn đường tầm xa Shady AM cho máy bay chiến đấu và đạn pháo 155 ly cho pháo binh, cùng nhiều loại vũ khí khác. Ngũ Giác Đài ngày 21 tháng 10 thông báo Mỹ sẽ đưa thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, hay còn gọi là TAAD, và các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông. Động thái này diễn ra sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ ở khu vực. Bộ trưởng Austin cũng cho biết Mỹ đang điều động thêm quân lực nhưng không tiết lộ con số chính xác. Ngũ Giác Đài đã chuẩn bị triển khai tới khu vực làm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết. Nga dùng tù nhân làm binh lính, ai không chịu sẽ bị án nặng hơn. Nga đang nỗ lực tuyển mộ tù nhân từ các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Đây là thông tin được Trung tâm Kháng chiến Quốc gia của Bộ Quốc phòng Ukraine cung cấp. Theo nguồn tin, nhiều tù nhân trong số này đã bị giam giữ từ trước khi hình thành Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Cụ thể, chính quyền Donetsk và Lugansk đã ra lệnh cho các cộng tác viên địa phương cung cấp danh sách các tù nhân bị kết án theo luật Ukraine và đã thụ án từ năm 2014 hoặc sớm hơn. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Moscow bắt đầu tuyển dụng những tù nhân này vào quân đội Nga nhằm lợi dụng cảm giác bất bình của họ đối với các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine. Cũng theo nguồn tin cho hay, bên cạnh lệnh động viên, phía Nga đưa ra lời đe dọa rằng nếu những tù nhân này từ chối phục vụ quân đội thì có thể họ sẽ bị đối xử tồi tệ hơn. Liên quan đến hành động này, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết việc ép buộc công dân Ukraine phục vụ trong quân đội Nga là vi phạm luật pháp quốc tế. Toàn bộ trực thăng chiến đấu Nga ở sân bay Berdyansk tháo chạy sau đòn tấn công của Ukraine. Hơn 20 máy bay trực thăng Ka-52 và Mi-8 của Nga đã rời khỏi căn cứ không quân ở Berdyansk sau cuộc tấn công ISAF của Ukraine, theo Defense. Người Nga bắt đầu rút lực lượng không quân chiến thuật của họ ra xa tiền tuyến, đề phòng có thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và các sân bay. Theo đó, hình ảnh vệ tinh công bố gần đây cho thấy, tính đến ngày 29 tháng 10, toàn bộ máy bay trực thăng của Nga đã biến mất khỏi sân bay ở thành phố Berdyansk thuộc tỉnh Zaporizhia do Moscow kiểm soát. Quyết định kéo máy bay trực thăng tiến sâu hơn vào phía sau hậu phương được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân này. Có lẽ đã hạ gục 9 trong số 20 máy bay trực thăng tấn công. Những bức ảnh vệ tinh cập nhật về căn cứ không quân Berdyansk được cung cấp bởi nhà phân tích quân sự Brady Ebrich. Có thể so sánh những bức ảnh này với các bức ảnh ở Berdyansk cùng ngày 29 tháng 9 trước cuộc tấn công của Ukraine. Theo đó, trước cuộc tấn công, dễ dàng thấy có tới 20 máy bay trực thăng Ka-52 và Mi-8 đóng quân ở đó. Đây gần như là cả một trung đoàn không quân Nga. Nhưng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ITAS tấn công căn cứ vào đêm 17 tháng 10 đã thay đổi tất cả. Người Nga chỉ mất chưa đầy 2 tuần để sơ tán một trung đoàn không quân, tức là không chỉ bản thân máy bay mà còn cả các thiết bị hỗ trợ và bảo trì, một tốc độ nhanh chóng ấn tượng. Câu hỏi vẫn là bao nhiêu chiếc trực thăng trong số này có thể tự rời khỏi căn cứ và bao nhiêu chiếc phải được vận chuyển trên mặt đất. Cho đến nay mới chỉ có đánh giá sơ bộ chính thức từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine về 9 trực thăng bị hư hại. Và ước tính khác của Shakub Shanovsky, một nhà phân tích độc lập tại Oris, cho biết Moscow đã mất tổng cộng 15 máy bay trực thăng do cuộc tấn công. Những máy bay này được cho là bị phá hủy hoặc hư hỏng đến mức không thể hoạt động. Dù thiệt hại ở mức nào thì việc người Nga đưa máy bay của họ đến một nơi an toàn hơn đã xác nhận những tiên lượng xung quanh sự xuất hiện của ISAF ở Ukraine, rằng tên lửa chiến thuật mới sẽ buộc người Nga phải rút các khí tài ra xa tiền tuyến hơn nữa và phân tán chúng, theo cách tương tự như cách mà họ đã làm khi Ukraine lần đầu tiên có hệ thống tên lửa HIMARS, theo Defense. Ukraine tấn công kết hợp đánh sập hệ thống phòng không cực quan trọng của Nga ở Crimea. Ukraine đã xác nhận thực hiện một cuộc tấn công kết hợp trên không và trên biển, tiêu diệt hệ thống phòng không quan trọng của Nga, theo Kiev Post. Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine hôm thứ Ba ngày 31 tháng 10 cho biết Kiev đã thực hiện một loạt cuộc tấn công kết hợp của lực lượng trên không và trên bộ nhằm vào nhiều địa điểm trên bán đảo Crimea, vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga và khiến một cơ sở phòng không quan trọng của Nga bị hư hại.
người phát ngôn các hoạt động hải quan của Ukraine Dmitry Blatenshchuk cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào các hệ thống phòng không của Nga trên một khu vực rộng lớn ở Crimea, đồng thời cho rằng các bộ phận chính của hệ thống đó đã bị hư hỏng. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí được lực lượng Ukraine sử dụng, cũng như chính xác nơi mà các cuộc tấn công đã diễn ra. Bình luận của ông Blatenshchuk là bình luận chính thức đầu tiên của Kiev về các báo cáo rộng rãi trên truyền thông Ukraine và Nga đầu tuần này rằng tên lửa Ukraine đã bắn trúng cơ sở phòng không của hệ thống tên lửa phòng không S-300 tầm xa của Nga gần thành phố Zaporizhia, khiến nó ngừng hoạt động và làm bị thương ít nhất 17 quân nhân. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không ở Crimea đã bắn hạ 8 tên lửa Storm Shadow của Ukraine đang cố gắng tấn công Crimea trong một tuyên bố hôm thứ Hai 30 tháng 10. Và các nguồn tin chính thức khác của Nga đã hạ thấp quy mô của cuộc tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, các nguồn tin không chính thức và thậm chí ủng hộ Điện Kremlin đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác với quan điểm chính thức của Moscow. Trang truyền thông Union của Ukraine dẫn nguồn tin nền tảng thông tin quân sự VZK OCBU cho biết cơ sở phòng không gần làng Olenivka của Nga đã bị Ukraine tấn công thành công. Bài báo cho biết các cuộc tấn công đã bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng và khiến hệ thống S-300 ngừng hoạt động, làm hư hại 5 xe quân sự và làm bị thương hơn 20 quân nhân, trong đó có một người bị thương nặng. Trong khi đó, phóng viên chiến trường do Điện Kremlin bảo trợ, ông Boris Rosin, người đã tuyên bố nhưng không đưa ra bằng chứng rằng cuộc tấn công của Ukraine đã được thực hiện bằng tên lửa ASAPS do Mỹ sản xuất. Thông tin này chưa được bên nào xác nhận. Tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác đầu tiên đã được giao cho Ukraine vào tháng 9 và được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 10 trong các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay của Nga, phá hủy một số lượng đáng kể máy bay trực thăng tấn công và máy bay trực thăng đa năng của Nga. Người ta tin rằng Ukraine hiện đang sở hữu biến thể ASAP-M39 có tầm bắn tối đa 165 km. Nếu cuộc tấn công này sử dụng những tên lửa này thì khả năng của chúng sẽ đạt đến giới hạn. Đến chiều thứ Ba, vẫn chưa có xác nhận công khai nào cho thấy ASAP trên thực tế đã tấn công Olenivka. Các cuộc tấn công đã hạn chế đáng kể khả năng của Nga trong việc bảo vệ không phận của mình ở nửa phía tây Biển Đen. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.